Dạ con chào quý sư và quý tu nữ, các bạn cận sự nam cận sự nữ. Con có một vài điều cần chia sẻ. Thứ nhất là trước cái khóa tu gieo duyên ngày hôm nay, trước đây thì là một cái cậu bé sinh ra ba mất và mẹ thêm một cái bước bước nữa, cho nên có thể gọi là con là một cậu bé cùng mồ côi đi ha, thiếu cái tình thương của gia đình. Và trải qua hơn 30 năm, tới thời điểm này là 30 năm đi tìm tôi là ai và trải nghiệm hết tất cả những gì mà người bình thường cần trải nghiệm, từ thấp nhất đến cao nhất, từ mũi Cà Mau đến Lạng Sơn là con đã đi hết rồi. Nó không thỏa mãn được con, nó không thỏa mãn được cái con người của con, không trả lời được câu hỏi là tôi là tôi sinh ra để làm cái gì. Và đã ba lần là con tự tử nhưng mà không thành cũng hên rồi. Đến cái khi mà con lần tự tử thứ ba mà không thành đó, thì con đi xuất gia gieo duyên tại Nguyên Không, thì nó cho con được thoát khỏi những cái điều mà con suy nghĩ quá nhiều. Trước cái buổi mà con đăng ký để con vào đây con xuất gia gieo duyên thì một lần nữa để con xác nhận là coi mình chọn cái con đường nào cho mình phía sau, thì y như rằng trong cái khóa xuất gia gieo duyên này thì ngay cái buổi đầu tiên mà sư hòa thượng thuyết giảng thì nó làm cho con tê từng cái lông trên cơ thể. Cái trạng thái là tới 4 ngày sau mà con không thể hành thiền được, thì sau này con mới tĩnh tâm lại, con thấy nó kỹ hơn. Được giải thích rằng là đúng nơi để cho con có một cái sự lựa chọn sau khi 30 tuổi. Thì đó là những cái mà con cần chia sẻ. Và những cái lời tri ân của con đến ban tổ chức, nhất là sư Hạnh Tuệ, nhất là những cái buổi livestream vấn đáp Phật pháp ở trên YouTube mà con không bỏ lỡ cái nào cả. Đó cũng là cái động lực để thôi thúc con đến đây và học cái pháp học. Và con nghĩ pháp học nó rất là quan trọng. Sau 30 tuổi con cần cái điều đó. Và con xin tri ân các vị đồng tu, có các vị tinh tấn mà cũng có các vị chưa tinh tấn lắm, nhưng mà mình nghĩ là vui mà họ có sự trải nghiệm riêng của mỗi người. Và con xin tri ân trú xứ ở đây đã dành cái duyên lành để cho tụi con có thể giao duyên. Tiếp theo là con cảm ơn các vị cận sự nam cận sự nữ đã nhiệt tình, rất rất là nhiệt tình để hỗ trợ tụi con trong cái ngày các cái ngày tu tập tại đây. Và cảm ơn các vị tín chủ đã dâng những cái bữa ăn nó kịp thời. Con cảm ơn.